máy lọc không ra nước là một trong những lỗi rất là khó xử lý mà nhiều gia đình đang gặp phải. Cái tình trạng này sẽ gây lên các cái bất tiện trong quá trình sử dụng. Vì thế, hôm nay đây, Phan Thị Vĩnh tìm hiểu cùng các bạn về những nguyên nhân, có 8 nguyên nhân chính, nhưng nguyên nhân thứ 8 mới là quan trọng nhất về khiến máy lọc không ra nước và cách khắc phục của 8 nguyên nhân này. Nguyên nhân thứ nhất là tắc loại lọc thô. Nguyên nhân phần lớn là do người sử dụng không theo dõi thời gian định kỳ, dẫn đến các loại lọc bị tắc hoặc là mất tác dụng trong khi lọc. Ngoài ra, những cái cục lọc này có đến thời gian để thay thế thì bạn không chú ý, và dùng quá lâu thì chất lượng vào dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, nhiều cặn bẩn và chất bùn cặn dơ vi khuẩn bám bẩn tạo ra nguyên nhân khiến các màng lọc nó bị tắc. Cách khắc phục là kiểm tra định kỳ các loại lọc 1, 2, 3 và tất cả các loại lọc phần trên theo đúng quy trình và thời gian sử dụng. Sau khi các loại lọc bị đen và quá bẩn thì và quá thời gian sử dụng thì bạn kiểm soát nguồn nước đầu vào xem nó còn sạch không bằng bút đo ATS, hoặc các bạn có thể nhìn trực tiếp và thấy cục lọc quá bẩn hoặc quá lâu thì bạn có thể mua bồ lọc 1, 2, 3 để thay. Đấy là cách khắc phục tốt nhất. Nguyên nhân thứ hai là hỏng van áp cao. Cách nhận biết nước đột nhiên không bơm lên bình chứa. Nguyên nhân vì van áp cao không hoạt động lâu năm nên khả năng bơm nước bị mất dần đi. Cách khắc phục đối với nguyên nhân này rất là đơn giản. Bạn chỉ cần mua van có áp và thay đúng vị trí, hoặc các bạn có thể gọi đến số nhân viên kỹ thuật chăm sóc khách hàng để các bạn có thể thay van có cho mình. Vâng, nguyên nhân thứ ba là van cơ bị tắc. Nhưng bạn phải nhớ nhé, nguyên nhân thứ 8 này là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân thứ 8. Rồi, chúng ta tiếp nguyên nhân thứ 3. Nguyên nhân thứ 3 là van cơ bị tắc. Cách nhận biết: khi nước đi qua các loại lọc, nó sẽ về van cơ. Trước khi tới màng lọc RO, phần nước thải của máy lọc và các loại lọc 1, 2, 3 nó sẽ qua van cơ, qua cửa số 4 của van cơ, và nó sẽ dần phần nước sạch về tới màng RO. Nếu van cơ bị tắc thì nước sẽ không theo đúng quy trình và không đi đúng cái quy định, chiều quy định, cho nên dần đến cũng không có nước. Cái nguyên nhân áp lực nước chảy thay đổi đột ngột và chất lượng đầu vào nó quá kém, quá yếu, cho nên có nhiều vi khuẩn phát sinh khiến van cơ cũng bị tắc. Cách khắc phục đầu tiên nên kiểm tra và đấu nối các van cơ. Nếu không cải thiện được cái tình trạng này của máy lọc nước thì kiểm tra loại RO hoặc là thay van cơ mới. Mà tốt nhất chúng ta ở trường hợp này chúng ta nên thay van cơ mới. Trước khi đến với nhân viên thứ tư thì chúng ta phải nhớ theo dõi nguyên nhân thứ 8 mà là nguyên nhân quan trọng nhất của video này. Nguyên nhân thứ tư là van điện từ ngừng hoạt động. Nếu van điện từ không đóng được hoặc đóng không kín, có nghĩa là van điện từ đang có vấn đề ảnh hưởng tới việc không ra nước. Ở đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến không có nước. Vấn đề chính là van điện từ ngừng hoạt động là do van điện từ bị lỗi và cuộn dây đồng ở trong van điện từ cháy, hoặc là nó bị om hoặc là không hoạt động, thì chúng ta có thể có cách khắc phục như sau. Nếu van điện từ bị lỗi, bạn chỉ cần thay ngay van điện từ mới hoặc tháo ra vệ sinh cho sạch sẽ. Sau đó tháo van điện từ và kiểm tra các lớp cao su nó bị biến dạng hay không, bị lệch hay không, sai vị trí hay không, các chất cặn hoặc cái phần lò xo ở trụ van nó bị hỏng hay không. Và chúng ta chỉ cần mua van mới và thay, hoặc gọi ngay cho bộ phận bảo dưỡng, bảo trì và bộ phận chăm sóc khách hàng là xong. Nguyên nhân thứ 5 là máy bơm của máy lọc bị hỏng. Cách nhận biết ở đây là như thế nào? Cần thao tác vòi dẫn vào màng RO xem nước chảy ra có mạnh hay không. Nếu nước chảy ra được hoặc chảy yếu thì bơm đã bị hỏng. Chảy ra mạnh thì bơm không hỏng, chảy ra yếu thì bơm bị hỏng. Nguyên nhân ở đây chính là do máy lọc đã hoạt động quá lâu năm, hoặc là chiếc bơm đấy bị lỗi trước khi đã nhà sản xuất ra nó hơi kém. Có hai nguyên nhân như thế thì dẫn đến một thời gian sử dụng quá lâu, dẫn đến máy bị thiếu dầu hoặc khả năng hoạt động của máy nó
còn không còn hiệu quả nữa, không còn tốt nữa, cùng là một nguyên nhân. Thay ngay chiếc máy bơm mới là giải pháp tối ưu để máy lọc nước có thể trở lại hoạt động bình thường. Các bạn nhớ nhé, chúng ta đã nói đến nguyên nhân thứ 5, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất của video này là nguyên nhân thứ 8. Vâng, chúng ta tiếp nguyên nhân thứ 6 là gì? Nguyên nhân thứ 6 là nước bị tắc. Cách nhận biết như thế nào? Vòi nước là nơi trực tiếp giúp nước truyền ra ngoài. Vì thế, nếu tất cả các thiết bị bên trong của máy lọc đang hoạt động bình thường mà nước vẫn không chảy ra ngoài, thì ở đây nên kiểm tra vòi lấy nước, vòi nước. Nguyên nhân vòi nước kém chất lượng hoặc được sử dụng quá lâu nên bị dễ dàng bị tắc hoặc đứt gãy hoặc là các cái gioăng nó chèn. Cách khắc phục: tháo ngay vòi nước ra, kiểm tra bên trong, vệ sinh nó và kiểm tra có bị tắc không, rồi là có bị gioăng chèn không. Nếu mà bị tắc hoặc gioăng chèn hoặc các cái khóa, phần khóa bị hỏng thì chúng ta thay ngay cái phần vòi lọc mới. Vâng, nguyên nhân thứ 7 là gì? Sau nguyên nhân thứ 7 là nguyên nhân rất là quan trọng, đó là nguyên nhân thứ 8. Vâng, chúng ta sẽ nói đến nguyên nhân thứ 7 trước. Nguyên nhân thứ 7 là máy lọc bị e khí, thường xuất hiện bọt khí ở vòi nước và nước chảy ra rất là yếu. Ngoài ra còn xuất hiện các tiếng kêu rất là lớn, rất là khó chịu khi máy đang lọc hoặc chúng ta đã thay lọc mà vẫn bị tiếng kêu đấy. Chủ yếu dẫn đến các tình trạng này là do quá trình thay lọc các bạn không xả e, không xả ra các cái khí bên trong hết ra ngoài, và việc khi chúng ta lắp lại các thiết bị nó bị nén khí và dẫn đến các đường dây nó bị căng khí đập tành tạch vào các thành của máy, dẫn đến tiếng kêu to nhưng máy lọc cùng sân không ra nước được vì nó bị ép khí khi các bạn thay lọc. Chúng ta chỉ cần tháo các loại lọc ra, tiến hành xả e, hoặc các bạn có thể vặn một đầu dây nào đấy, đầu cút nào đấy, các bạn xả e. Khi các loại lọc và cái hệ thống máy đều được xả e ra ngoài, nó thoát hết các khí bọt thì hoạt động của máy trở lại bình thường. Vâng, nguyên nhân cuối cùng, nguyên nhân rất là quan trọng và thường gặp đến 99%. Nguyên nhân này đạt 99% thường bị nước không có và nước không ra, hoặc nước quá yếu. Nước, đặc biệt là nước yếu và quá yếu và không có nước thì nằm ở cái nguyên nhân số 8 này. Nguyên nhân số 8 là nguyên nhân cuối cùng của video này. Đấy là nguyên nhân về bình áp hết khí nén và RO đã hết hạn sử dụng. Cách nhận biết của nguyên nhân này là như thế nào? Nhắc bình áp nếu thấy vẫn còn rất là nhiều nước, nước rất là đầy mà sao lại nước lọc lại không ra ngoài, mình lấy nước không có nước mà uống, không có nước mà sử dụng, có ý nghĩa là bình áp đã hết khí nén. Bình áp đã hết khí nén thì sẵn sàng chúng ta dùng một chiếc bơm khí nén định kỳ cho bình áp đấy. Và sau một thời gian sử dụng thì lượng khí nén vơi dần, không còn cái áp lực để đẩy nước từ bình áp lên vòi, nên máy lọc của bạn ra nước yếu xìu như mình mà không có lực. Các bạn biết không? Như mình không có lực, không có nước, nó yếu xìu, nó ra không chảy thành dòng, nó cũng có lực ra. Chúng ta chỉ cần máy dùng một chiếc bơm tay, chúng ta bơm vào cho bình khí đấy. Và cái màng RO, nếu các bạn chú ý, nếu cái màng RO qua thời gian sử dụng sau 1 năm hoặc là tầm 8 tháng đến 12 tháng, nếu nguồn nước của bạn, gia đình bạn quá bẩn và nhiễm khuẩn nhiều thì màng RO là đã hết hạn sử dụng. Cho nên máy lọc có chảy, nước thải có ra, nhưng các bạn lấy nước không có hoặc nước ra rất là ít thì màng RO đã bị tắc hoặc màng RO đã không còn thẩm thấu và lọc được nước nữa. Và cùng nguyên nhân từ đây là nguồn nước không có và nước sẽ bị nhiễm khuẩn và cùng kém chất lượng của nguồn nước. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần thay RO, còn bình áp chỉ cần bơm tầm 30 phút cho bình áp đấy bằng bơm tay. Các bạn mở ngay vòi, nước ra ngay, thay RO xong, lọc 30 phút, nước mạnh ngay. Đó là cách khắc phục và xử lý của nguyên nhân số 8. Vâng, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Trên đây là những nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng máy lọc nước không ra nước. Cảm ơn các bạn đã xem hết video về 8 nguyên nhân ra nước yếu và không ra nước. Nếu thấy video hay và bổ ích thì nhớ nhấn nút like và nút đăng ký kênh để các bạn có thể sở hữu được nhiều video nhiều hơn nữa.
Một lần nữa, Phan Thanh Bình xin chào và hẹn lại các bạn ở video tiếp theo.